Và bây giờ thì cho phép chị Hằng Nga cũng như là chú Cụi được giới thiệu tiết mục tiếp theo đến từ chùa Liên Hoa mang tên là Bóng Bóng Bàng Bàng. Là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày Tâm thân này tìm giữa thoát về nơi ấm êm. Xin đưa cho gia đình cô đã có thương mình thương thay cho thân phận đời cô Tâm, vui cho hay xa nhà sống cho hay lá cả không quan tâm ai trời ơi con cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.